Chào tất cả các bạn, lại đến với kênh vlog của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề nói về sinh nhật quân đội khác gì sinh nhật ở bên ngoài của mình. Thì bạn cứ nghĩ đi, sinh nhật ở trong quân đội của mình á là tổ chức, là tập thể, mà một đại đội ít gì khoảng 100 mấy người. Còn sinh nhật ở bên ngoài của mình, nhằm khi mình tổ chức mời lắm là 30-40 người bạn bè thân thiết của mình đó, đúng không? Là bạn nghĩ như thế nào? Sinh nhật trong quân đội rất là vui nha các bạn. Thì á, sinh nhật ở trong quân đội á được tổ chức là khoảng 3-4 tháng mới tổ chức lần bạn, là gom tất cả những các bạn mà như ví dụ đi là tháng 6, tháng 7, tháng 8, thì bắt đầu cuối tháng 8 mình sẽ tổ chức một lần là dành cho những các bạn mà nằm trong 3 tháng đó, gọi là tổ chức sinh nhật tập thể. Thì số tiền cũng mình quyên góp thôi, cũng như là mình chia sẻ với nhau là người 10.000 hoặc là 20.000 gì đó, rồi chia sẻ với nhau, rồi tới tháng khác thì tới người khác sinh nhật thì mình chia sẻ lại. Thì sinh nhật được tổ chức vào nhằm khi là đêm thứ bảy các bạn, để cho ngày nghỉ mình thoải mái mình chơi, mặc đồ bình thường như nè, mặc đồ áo thun như nè, rồi xong cái mình tổ chức một là ở cái đại đội của mình, khoảng đại đội một là phải đôi khoảng 100 mấy người đó các bạn. Thì cũng muốn nhạc sống rồi càng hoàng nha các bạn. Cũng có MC nha, MC là cái người bí thư của mình đó các bạn, phó bí thư á, phó bí thư của đại đội mình đó. Nhằm khi phó bí thư còn mời được các anh chị ở bên ngoài vào nữa các bạn. Mà các bạn biết mời ở bên ngoài và nhằm khi là có mấy em xinh xinh nữa không chừng, đúng không? Không phải là có mấy người nhảy rất là giỏi các bạn, nhảy dancer đồ hay lắm, như mấy chứ không phải là một số bạn LGBT bên ngoài nữa bạn, vào đây phục vụ cho mình cũng như là chia sẻ cái buổi sinh nhật của mình. Thì thôi, cái sinh nhật ở trong quân đội 100 mấy người thì tối thì nó hát hò karaoke đồ nghe rất là vui các bạn, rồi ăn bánh uống nước. Nói chung là sinh nhật trong quân đội là tổ chức rất là hoành tráng, như là một đám cưới vậy đó các bạn. Cho nên là người nào mà đi nghĩa vụ quân sự sẽ trải nghiệm được cái sinh nhật của quân đội như thế nào, vui lắm các bạn, vui gấp mấy lần ở sinh nhật bên ngoài của mình nữa. Đó là cái điều mình chia sẻ bữa nay, khi mà mình chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự sẽ trải qua những cái ngày tháng cực kỳ vui và ấm áp ở trên cái đơn vị. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một chia sẻ nha các bạn. Cuối lại, kính chúc các bạn xem video thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Mời đến.